U22 Indonesia lại thắng hủy diệt, U22 Campuchia bị loại sớm cay đắng ngay trên sân nhà. Sau hai cặp đấu ngày hôm nay, hai tấm vé đi tiếp ở bảng A coi như sẽ được định đoạt, trong đó Indonesia đang nắm lợi thế rất lớn còn chủ nhà Campuchia lại gặp nhiều khó khăn. Hiện ở bảng xếp hạng bảng A bóng đá Nam SEA Games 32, U22 Indonesia đang dẫn đầu bảng với 6 điểm, hiệu số 8, Campuchia xếp nhì với 4 điểm, hiệu số 4 còn Myanmar đứng thứ 3 với 3 điểm, hiệu số 4. Ở bảng đấu này, Philippines đã chính thức bị loại còn Timor-Leste khả năng chỉ còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết. Vào lúc 16 giờ chiều nay ngày 7 tháng 5, U22 Indonesia sẽ bước vào thử thách tiếp theo được dự báo tương đối dễ dàng là U22 Timor-Leste. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ vạn đảo thênh thang cơ hội giành chiến thắng. Chắc chắn, 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Indra Shafi. Lượt đấu trước, Timor-Leste bất ngờ đánh bại Philippines với tỷ số đậm 3-0, trực tiếp khiến Philippines hết cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa nói lên được khả năng thách thức của U22 Timor-Leste bởi đơn giản vì Philippines đã trải qua một trận đấu quá tệ và mắc quá nhiều sai lầm. Việc phải đối đầu U22 Indonesia đang vào form, cực kỳ quyết tâm có thể sẽ là thử thách quá sức với U22 Timor-Leste. Cơ hội để đội bóng này tiếp tục gây bất ngờ là không cao. Trong khi đó U22 Indonesia vừa khẳng định sức mạnh của mình khi chọc thủng lưới U22 Myanmar tới 5 bàn không gỡ. Khả năng công phá trên hàng công của U22 Indonesia đang rất mạnh mẽ và họ cũng sở hữu nhiều nhân tố có khả năng ghi bàn. Tất nhiên, có thể Indonesia cũng chưa bung hết sức lực do chưa phải chạm trán một đối thủ thật sự xứng tầm. Chiều nay, nhiều khả năng U22 Indonesia sẽ tiếp tục trình diễn lối đá tấn công để hướng tới một chiến thắng cách biệt trước Timor-Leste, củng cố ngôi đầu bảng. Trong trường hợp giành chiến thắng, U22 Indonesia sẽ có 9 điểm, coi như chắc chắn vào bán kết bất kể họ vẫn còn lượt đấu cuối gặp U22 Campuchia. Khác với U22 Indonesia thì U22 Campuchia được dự báo sẽ gặp khó khăn lớn hơn nhiều khi đối đầu Myanmar vào lúc 19 giờ hôm nay. Đây là cuộc chiến sống còn với cả hai đội bởi đội thắng sẽ nắm chắc vé vào bán kết, còn thua coi như bị loại khỏi SEA Games 2023. Cả U22 Campuchia lẫn Myanmar đều không có kết quả tốt ở lượt đấu vừa qua. Trong khi Myanmar chịu thua 0-5 trước Indonesia thì Campuchia cũng gây thất vọng khi để Philippines cầm chân. Về tương quan, giữa U22 Campuchia và Myanmar không có nhiều sự chênh lệch nên cơ hội giành chiến thắng đang là 50-50. Campuchia có lợi thế nhất định do được thi đấu trên sân nhà nhưng ngược lại. Chính điều đó cũng tạo ra áp lực tâm lý lớn hơn cho các học trò của huấn luyện viên Honda. Khác với U22 Indonesia thì cả Campuchia và Myanmar đều có phần hạn chế ở khả năng tấn công, đặc biệt là việc tận dụng cơ hội. Chính việc thiếu những chân sút đẳng cấp khiến họ mất điểm hoặc để thua trắng ở lượt đấu trước. Ở cuộc đối đầu trực tiếp vào tối nay, đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Trong trường hợp hòa, chính U22 Campuchia sẽ là đội bất lợi hơn bởi lượt cuối họ phải đối đầu Indonesia, còn Myanmar chỉ phải gặp đội đã chắc chắn bị loại là Philippines. Cuộc chiến giữa U22 Campuchia gặp Myanmar với tính chất sống còn hứa hẹn sẽ diễn ra rất căng thẳng và kịch tính tới phút cuối cùng. Tuy nhiên, với tâm lý có phần thoải mái và ít áp lực hơn, Myanmar đủ sức khiến Campuchia phải ôm hận ngay trên sân nhà. Trong trường hợp sảy chân, đặc biệt nếu để thua Myanmar, U22 Campuchia sẽ bị loại sớm, hết cơ hội đối đầu U22 Việt Nam, đội đang nắm lợi thế nhất định và được đánh giá cao ở khả năng đi tiếp.